Vâng, xin chào bác, chào anh em. Video ngày hôm nay thì em xin phép thanh lý một số model đến từ thương hiệu Cora. Những mặt hàng như các bác anh em đang nhìn ở trên đây thì bao gồm hai mẫu micro không dây, một là S12, một con là S20 Ultra và con vang số chỉnh cơ S8. Cái mặt hàng này, ba model này thì em đã quay cho các bác anh em xem hay là khách xem test, thì mà mở ra rồi thì em để trưng bày luôn. Như các bác nếu mà đã theo dõi bên em nhiều rồi thì các bác biết là nhà em có một xưởng gỗ nên là không thể nào tránh được cái trường hợp bụi bặm nó bám vào. Ok, thì cái hàng mới là hàng mới và hàng đã trưng bày ra là hàng đã trưng bày. Tuy là ba cái con này chưa hề là đã qua tay sử dụng của khách hàng ấy, nhưng mà nó đã được bóc ra rồi, đã trưng bày rồi, đã bị bụi bặm rồi, thì em sẽ thanh lý với giá mềm cho các bác các anh em luôn. Báo giá cho các bác các anh em nhé. Con Cora Pro S12 giá là 2.250.000. Con Cora Pro S20 Ultra và con Cora S8 là đồng giá 2.800.000. Các bác các anh em có thể check giá sản phẩm này trên thị trường. Giá niêm yết giá cực kỳ cao cho luôn các bác. Đây em khẳng định các bác luôn, giá mà em đang báo các bác là giá thanh lý này thì không mua được ở đâu luôn. Hàng cực kỳ chất lượng. Nói về Cora thì anh em chơi lâu sẽ biết cái thương hiệu này là thương hiệu cực kỳ lớn. Người ta xuất hiện làm cái thương hiệu này rất là lâu rồi, hàng mấy chục năm trời rồi. Từ thiết kế cho đến chất lượng phải nói là khá là ok. Một trong những hãng mà phải nói là tồn tại rất là lâu luôn đấy. Đây, con mic S20 Ultra đây. Thử lại tiếng mic và tiếng vang này cho các bác anh em. Vì ở đây em đang có một bộ dây, chúng ta phải test cả hai con. Đây em test qua một vài tiếng mic của con Cora S20 Ultra và cái thằng vang số chỉnh cơ Cora S8 này nhé. Alo, alo, 5, 6, 7, alo. Đấy, các bác anh em thấy chất lượng âm thanh rất là tốt. Đây, tháo cái tay mic của thằng S20 Ultra cho bác xem. Nhìn đã thích rồi. Đấy, cái cồn mic của nó này. Đó, 2.800.000 đồng. Tem mác vẫn đầy đủ các bác nhé. Bác yên tâm một điều đi. Và ở đây nữa có cái nút highlight này, các bác hay hỏi em nó cái này thì nó để chỉnh bắt sóng xa gần các bác nhé. Hai này bắt sóng xa nào là để bắt sóng gần, tiết kiệm pin hơn. Anh em là có nhu cầu thì cần liên hệ trực tiếp với bên em. Báo giá lại một lần nữa cho các bác này. S12 là 2.250.000. S20 Ultra và Cora S8 là 2.800.000 đồng. Hàng trưng bày thanh lý cửa hàng cam kết cho các bác luôn, hình thức vẫn còn đến 99%. Vỏ hộp này, đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Hàng này trưng bày nó chỉ bụi một tí thôi. Thanh lý cho các bác, anh em nhé. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại với bên em, hoặc là có thể comment thông tin liên hệ phía bên dưới. Mỗi model chỉ có một con thôi các bác nhé. Anh em nhanh tay thì đấy là hàng này. Còn anh em cứ check giá thoải mái những cái mẫu hàng này trên thị trường luôn. Giá còn cao hơn rất nhiều so với giá như em đang báo. Rồi, anh em đang xem video có thể cho em xin một like nhé và một đăng ký kênh. Xin mời các bác các anh em.